Tim thắp tùng Trương Quỳnh Anh đi họp báo. Nam ca sĩ làm tài xế chở vợ đi ra mắt phim Hình Nhân chiều ngày 7 tháng 9. Tim ga lăng vòng ra sau mở cửa xe cho Trương Quỳnh Anh vì nữ diễn viên mặc váy bó, khó di chuyển. Cặp đôi ngày càng mặn nồng kể từ sau buổi cầu hôn ngọt ngào cách đây không lâu. Mới đây, Tim chia sẻ họ chỉ cần hạnh phúc như vậy là đủ, không cần làm đám cưới rình rang. Trương Quỳnh Anh khoe dáng chuẩn trong chiếc áo hở eo khi dự buổi họp báo phim Hình Nhân. Sau những hình tượng khá an toàn trước đây, Trương Quỳnh Anh lột xác với hai vai chính, Linh và Thư trong phim. Nữ diễn viên chia sẻ, đây không phải chỉ là một bước ngoặt lớn trong diễn xuất, còn là sự vượt lên chính mình của tôi, vì trước giờ tôi rất sợ ma, tôi chưa từng dám xem phim kinh dị, huống chi là đi đóng phim ma. Cô tâm sự thêm, ghê nhất là cảnh quay trong nhà xác, lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, cảnh nhà xác là một căn phòng trống, có một cái giường bệnh ở giữa, và tôi chỉ việc nằm lên, nhưng không ngờ tôi quay trong nhà xác thật, và nhà xác này còn đang được sử dụng nữa. Lúc nằm trong tủ xác, tôi bất an và sợ đến mức phải cầm chuỗi hạt để chứng an tinh thần. May quá cuối cùng cũng xong và tôi cũng bớt sợ ma hơn. Trương Quỳnh Anh chụp ảnh cùng diễn viên Huỳnh Trang Nhi. Kim Tuyến mặc trang phục đơn giản đến sự kiện. Kim Tuyến chia sẻ, Hình Nhân là một bộ phim kinh dị, hài, với phần nội dung vô cùng kịch tính, cùng nhiều nút thắt đầy bất ngờ mà cô hồi hộp và cao trào đến mức không thở được. Ban đầu, cặp đôi nam nữ diễn viên chính được giao cho diễn viên TVB Quách Tấn An và diễn viên Mai Thu Huyền. Tuy nhiên, vì không thể sắp xếp được thời gian nên Quách Tấn An và Mai Thu Huyền đã rút khỏi dự án. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Bá Cường, nhà sản xuất đã phải dời lại lịch quay và gấp rút tìm kiếm hai diễn viên mới để thay vào. Rất may mắn, Đế Tinh Nguyễn và Kim Tuyến đã đồng ý nhận vai. Đế Tinh Nguyễn thấy rất hào hứng với nhân vật Hùng lần này và hoàn toàn thoải mái với việc mình là người thay thế Quách Tấn An. Tuy là lần đầu tiên đóng phim, nhưng Hòa Minzy không gặp quá nhiều khó khăn vì đạo diễn Võ Ngọ nói cô cứ bê nguyên si con người ngoài đời vào phim. Bên cạnh đó, đạo diễn Võ Ngọc cũng chia sẻ thêm rằng cơ duyên để anh chọn Hòa Minzy trong vai hạnh của phim là vì anh rất khâm phục bản lĩnh, sự chịu khó của Hòa Minzy khi vô tình một lần thấy cô quay MV. Hòa Minzy và Mạc Anh Khoa đảm nhiệm vai trò gây hài, tạo tiếng cười cho phim sau những phút căng thẳng. Hình Nhân dự kiến ra rạp vào ngày 9 tháng 12, vì phim kinh dị vẫn còn là một đề tài khá nhạy cảm với điện ảnh Việt, đặc biệt là gặp nhiều khó khăn trong khâu kiểm duyệt, nên đoàn làm phim đã phải sửa đi sửa lại kịch bản rất nhiều lần để vừa đáp ứng được tiêu chí của cục điện ảnh, vừa giữ cho nhịp phim trôi chảy. Đạo diễn Võ Ngọc cũng nói, nếu làm phim kinh dị mà khán giả không thấy sợ thì coi như bộ phim thất bại. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!